Tôi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là chương trình Tin Sáng và chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị các thông tin chính sau đây trong chương trình ngày hôm nay, thứ năm 11 tháng 7. Khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại. Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ mua bán thực phẩm trên mạng. Kính thưa quý vị, dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ đã chính thức được khởi động. Đây là dự án đã được chính phủ phê duyệt và giao cho Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản và Tổng cục Hải quan làm chủ dự án. Với tổng vốn viện trợ trên 21,7 triệu đô la, tương đương gần 495 tỷ đồng, dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm. Mục tiêu chính là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, góp phần vào việc thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành vốn đang tồn tại nhiều bất cập. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá đây là dự án thiết thực đúng thời điểm đáp ứng mong đợi của Việt Nam. Nhân sự kiện khởi động dự án hôm nay, tôi yêu cầu Bộ Tài chính với tư cách là cơ quan chủ quản của dự án, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, cũng như khu vực tư nhân, tổ chức triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo mục tiêu tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tôi cũng yêu cầu bộ ngành địa phương và đối tác tham dự dự án cần phối hợp tốt với Bộ Tài chính để triển khai dự án hiệu quả nhất. Tôi tin tưởng rằng các hoạt động triển khai dự án là cầu nối để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khởi động triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do Hoa Kỳ tài trợ. Dự án được chia thành 4 hợp phần, hướng đến tăng cường phối hợp giữa cấp trung ương và địa phương về chính sách tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, triển khai phối hợp giữa ít nhất 5 địa phương, nâng cao năng lực cho cán bộ hải quan địa phương cũng như cải thiện quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp. Mới đây, thương vụ tại Hà Lan lại tiếp tục nhận được một số đề nghị giúp đỡ của doanh nghiệp Việt Nam nhờ hỗ trợ điều tra sau khi đã tiến hành giao dịch kinh doanh và đã trả trước từ 30 đến 40% hoặc đặt cọc, nhưng sau đó đã không thể liên hệ được. Thương vụ tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần phải hết sức cảnh giác trong giao dịch mới không rõ về đối tác. Trường hợp gần đây nhất là đối tượng lừa đảo sử dụng tên công ty BRFBV, website www.brfbv.com để giao dịch với công ty Việt Nam. Sau khi chuyển tiền trả trước 40%, phía công ty Việt Nam cũng chỉ trao đổi qua điện thoại di động với đối tác và sau đó, đối tượng thường yêu cầu chuyển thêm tiền container lạnh hoặc tiền bảo hiểm. Sau khi tra cứu sơ bộ, thương vụ nhận thấy các doanh nghiệp này có địa chỉ, thường là công ty một người, có đăng ký kinh doanh, có trang web thiết kế cầu kỳ hoành tráng đầy đủ các thông tin, số điện thoại trùng với thực tế công ty đăng ký. Do vậy, thương vụ tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet, tuyệt đối không trả trước tiền hàng nếu không biết rõ đối tác và liên hệ với thương vụ để tham vấn về sự tồn tại và tính hợp pháp, cũng như độ tin cậy của đối tác Hà Lan. Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng mà nguyên nhân là do chưa phát triển mạnh các loại hình vận tải hành khách công cộng. Tại hội thảo phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản, tổ chức vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, phía Nhật Bản cho biết sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm phát triển mạng lưới giao thông công cộng cho các thành phố lớn của Việt Nam. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội, hiện xe buýt trên địa bàn thành phố chỉ chiếm trên 12%, bao gồm cả xe buýt trợ giá. Nếu tính cả xe liên tỉnh hợp đồng thì chiếm 15%, còn lại chủ yếu là xe máy chiếm 65%. Dù mạng lưới xe buýt bao phủ đến 100% quận huyện, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là về hạ tầng, ách tắc giao thông và cả áp lực về xe công nghệ. Giao thông cá nhân của Hà Nội quá nhiều, dẫn đến ùn tắc, vì vậy cần phải giải quyết vấn đề phát triển giao thông công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm mà Nhật Bản đã thực hiện hiệu quả. Đó là chính phủ đưa ra các giải pháp cùng doanh nghiệp, người dân thảo luận, đánh giá để đưa ra giải pháp tốt nhất. Nhưng chính phủ cũng cần cơ cấu lại vận tải giao thông công cộng để loại hình này chiếm ưu thế hơn. Theo chuyên gia Nhật Bản, chính phủ Việt Nam cần xây dựng các luật và các chính sách liên quan đến tái cơ cấu mạng lưới giao thông công cộng, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ tiên tiến, hướng đến thành phố thông minh, giao thông thông minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo, giao dịch điện tử, mua bán thực phẩm trên mạng theo phương thức bán hàng đa cấp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn được quảng cáo, mua bán trên mạng và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông các trường hợp vi phạm để xử lý.
Trong khi đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung siết chặt việc mở các trang quảng cáo mua bán thực phẩm, có giải pháp hữu hiệu quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo mua bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu vào mùa dịch năm 2019-2020. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận gần 25.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2018 và đã có 5 trường hợp tử vong. Theo nhận định của Trung tâm, sáng ngày 10 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ triển lãm quốc tế da và giày lần thứ 21 kết hợp với triển lãm quốc tế ngành công nghiệp máy may đã chính thức được khai mạc, thu hút hàng ngàn khách tham quan. Triển lãm quốc tế da và giày là sự kiện thường niên được mong chờ của ngành da giày. Triển lãm là nơi cập nhật các máy móc, công nghệ, nguyên phụ liệu mới cho ngành da giày và túi xách, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm bạn hàng, đối tác mở rộng hợp tác kinh doanh. Trong bối cảnh ngành da giày Việt Nam đang đứng trước các cơ hội lớn để mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do mới đã ký kết như CPTPP, EVFTA, triển lãm năm nay thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da giày toàn cầu. Triển lãm có sự góp mặt của hơn 700 nhà sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế đến từ 32 quốc gia và khu vực, trong đó có những quốc gia hàng đầu về thiết kế, cung cấp nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị cho ngành da giày như Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Hàn Quốc, Pakistan. Với diện tích trưng bày lên đến 18.000 m2, triển lãm trình làng các công nghệ, máy móc mới phục vụ cho ngành da giày, các nguyên phụ liệu đa dạng cùng các sản phẩm giày và túi xách theo các xu hướng mới nhất. Tân Bảo Vũ đến với triển lãm da giày lần này thì chúng tôi mang đến những cái công nghệ mới về sản xuất đế giày dép và những cái công nghệ trau chuốt sau khi hoàn thành đôi giày. Thì cái công nghệ mới này thì nó so với công nghệ cũ thì nó cải tiến hơn rất là nhiều. Thứ nhất là máy móc nó gọn nhẹ hơn và có các cái công nghệ bán tự động và tự động thì sẽ cải thiện, nó giúp cho như là cắt giảm những cái nhân công lao động rất là nhiều. Và một phần nữa là nó tiết kiệm điện. Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra các hội thảo chuyên đề như dự đoán màu sắc, phong cách, nguyên liệu và xu hướng chung cho xuân hè 2020, hệ thống tối ưu sản xuất, thử nghiệm độ thoải mái của giày. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 7, dự kiến thu hút 10.000 lượt khách tham quan. Trong chương mục con số mỗi ngày của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhắc đến con số là 18 triệu. Thưa quý vị, tại buổi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Tổng cục Du lịch cho biết ngành du lịch đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm nay. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 8,5 triệu lượt, nghĩa là tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam. Theo báo cáo thường niên của ngành du lịch, dự báo tăng trưởng từ thị trường Trung Quốc sẽ chững lại và khó có thể đạt được mức cao như năm ngoái. Còn thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Nga, Úc và Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Thị trường khách du lịch nội địa cũng sôi động với hàng loạt các chương trình kích cầu. Tuy nhiên, mức tăng khách du lịch cao liên tục trong 3 năm qua khiến cho năng lực, sức chứa tại một số trung tâm du lịch trong một số thời điểm đã vượt quá mức giới hạn, không đảm bảo chất lượng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm để đạt mục tiêu 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức thế giới ngay sau đây. Nhật Bản phủ nhận áp đặt cấm vận thương mại với Hàn Quốc. Ý tăng cường kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép. Quý vị đang quay trở lại với phần tin thế giới của chương trình Tin Sáng. Thưa quý vị, vào hôm 9 tháng 7, Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận áp đặt cấm vận thương mại với Hàn Quốc sau khi hai nước xảy ra tranh chấp ngoại giao liên quan đến vấn đề cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ hai. Căng thẳng chính trị này có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung ứng chip và điện thoại thông minh trên phạm vi toàn cầu. Reuters cho hay đại sứ Hàn Quốc Park Ji-a đã nêu vấn đề tại một hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới, nơi bà và người đồng cấp Nhật Bản Junichi Ihara có cuộc tranh luận gay gắt. Theo một quan chức thương mại có mặt tại cuộc họp, bà Park cho hay kể từ ngày 4 tháng 7, Tokyo đã yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép trước khi chuyển hàng sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Nhật Bản không biết lý do của hành động này ngoài việc nói rằng niềm tin bị tổn hại. Theo bà Park, không có quy định nào của WTO cho phép các quốc gia áp đặt kiểm soát xuất khẩu với lý do niềm tin bị tổn hại. Bà cảnh báo hành động của Tokyo sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử toàn cầu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp toàn thế giới, gồm cả doanh nghiệp Nhật Bản.
Về phần mình, đại sứ Nhật Bản Ihara cho rằng đó không phải là cấm vận thương mại mà là một đánh giá hoạt động cần thiết để thực hiện kiểm soát xuất khẩu dựa trên các mối quan tâm an ninh của Nhật Bản. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của WTO, ông Ihara cho biết đã giải thích rằng Tokyo đơn thuần chỉ thay đổi thủ tục sau khi từng áp dụng quy tắc đơn giản hóa với Hàn Quốc. Theo ông, điều này hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ của Nhật Bản tại WTO. Tranh chấp thương mại hiện nay giữa Tokyo và Seoul bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, yêu cầu công ty Nippon Steel của Nhật Bản phải bồi thường cho những công dân Hàn Quốc từng bị cưỡng bức lao động trong chiến tranh trước đây. Khi tranh chấp thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang nổi lên, thì tình hình chiến tranh thương mại đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi cuộc điện đàm giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc trong ngày 9 tháng 7 đã diễn ra suôn sẻ và mang tính xây dựng. Ngày 9 tháng 7, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He và Bộ trưởng Thương mại John Shan để tiếp tục đàm phán hướng tới giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai quốc gia, một quan chức Mỹ cho biết. Theo vị này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán khi thích hợp. Trong thông báo phát đi sáng ngày 10 tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận có cuộc điện đàm với phía Mỹ. Các quan chức đã trao đổi quan điểm về việc thực hiện những điều lãnh đạo nước đã thống nhất tại phiên họp ở Nhật Bản hồi cuối tháng 6. Trong khi đó, cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết cuộc điện đàm diễn ra suôn sẻ và mang tính xây dựng. Quan chức hai bên đã thảo luận về một vòng đàm phán trực tiếp, nhưng theo cảnh báo của ông Kudlow, hiện chưa có cách kỳ diệu nào có thể giúp Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại một cách dễ dàng. Thưa quý vị, khi lượng tàu của dân nhập cư cập cảng ngày càng tăng nhanh, chính phủ Ý đang đưa ra kế hoạch điều thêm lực lượng tuần tra nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp đến đất nước này bằng tàu. Lực lượng được bổ sung đang được kỳ vọng có thể ngăn chặn dòng người di cư vào Ý trên những chiếc thuyền như thế này. Một trong những biện pháp mới sắp được triển khai bao gồm tăng cường tuần tra trên biển và trên không nhằm sớm phát hiện nhóm người di cư chuẩn bị đi vào lãnh thổ của Ý. 44 người nhập cư trái phép này đã được lực lượng tuần tra cứu sống khi lên đến giữa biển. Trước đó một ngày, chính con thuyền này cũng đã chở 65 người nhập cư đến Manta ngay sau khi có chỉ đạo tăng cường kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép của chính phủ Ý. Lượng người nhập cư trái phép đến Ý bằng thuyền đã giảm một cách đáng kể trong vài tháng gần đây. Nhưng kể từ tháng 6, số người nhập cư vào nước này lại tăng chóng mặt trở lại. Hãng sản xuất xe hơi ô tô danh tiếng của Đức là BMW cho biết sẽ bắt đầu sản xuất mẫu ô tô điện Mini tại nhà máy Oxford ở khu vực miền Nam Vương quốc Anh từ cuối năm nay. Dự kiến mẫu xe này sẽ tới tay người tiêu dùng trong năm 2020. Mẫu ô tô điện Mini Electric sẽ là sự khởi đầu cho chiến lược phát triển các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện của BMW Đức đến năm 2023, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra trước đây. BMW sẽ có 25 mẫu ô tô điện cung cấp cho thị trường, trong đó hơn 50% là hoàn toàn hoạt động bằng điện. Hoạt động sản xuất ô tô mini có thể diễn ra vào thời điểm ngay khi nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu là vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, mà có thể không đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit, dẫn đến khả năng các doanh nghiệp phải chịu thêm thuế quan, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, thông quan dài hơn và tình trạng gián đoạn sản xuất. BMW trước đó đã cảnh báo rằng có thể chuyển một số hoạt động sản xuất động cơ và ô tô ra khỏi Anh nếu Brexit diễn ra trong tình trạng thiếu trật tự. Thưa quý vị, những năm qua với việc tập trung mạnh cho thị trường xuất khẩu, ngành lúa gạo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Thế nhưng thị trường trong nước với gần 100 triệu dân, mức tiêu thụ khoảng 20 triệu tấn gạo mỗi năm thì lại đang bị các doanh nghiệp xem nhẹ. Trong khi đây lại là thị trường tiêu thụ ổn định, không bị biến động như thị trường thế giới. Đã đến lúc ngành lúa gạo cần phải làm chủ thật tốt ngay trên sân nhà, bên cạnh việc khẳng định vị thế hàng đầu ở sân khách. Thói quen của đa số người tiêu dùng trong nước vẫn là mua gạo ở các đại lý, cửa hàng bán lẻ, tìm gạo ở các chợ truyền thống hoặc đặt hàng qua mối quen lâu năm để giao tận nhà mà ít ăn gạo đóng gói. Vì chọn lựa loại gạo chủ yếu theo cảm tính, ăn ngon miệng, ăn quen hoặc giá cả phù hợp, chứ ít khi quan tâm đến chất lượng, dinh dưỡng của gạo. Thế nên thị trường gạo trong nước như một ma trận với cả trăm tên gọi, giá cả, đặc tính của các loại gạo mà không cần có chứng nhận gì. Họ chỉ cần có yêu cầu là cái tên đó và họ ăn họ thấy chấp nhận được, ví dụ là có người thích mềm cơm, có người thích dẻo, có người thích thơm, có người không thích thơm. Chính vì vậy là tìm được cái giống thuần túy nguyên chủng không còn nữa, và đây nó sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu gạo Việt Nam rất nhiều. Muốn tránh tình trạng loạn thương hiệu, nhiều người tiêu dùng tìm đến gạo Việt được bày bán trong hệ thống siêu thị, nơi sản phẩm có đầy đủ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, thành phần dinh dưỡng, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vào siêu thị thì gạo Việt lại bộc lộ nhược điểm cố hữu của phần lớn sản phẩm nội địa, đó là bao bì mẫu mã thua kém hàng ngoại nhập. Cầm một cái sản phẩm lên mà không ghi rõ chất lượng, người ta cũng hơi sợ. Tại vì họ sợ là cái hàng trôi nổi hoặc là hàng chợ.
Nên cô thấy ở nước ngoài về bao bì thì họ làm kỹ lưỡng hơn là bao bì của Việt Nam. Sự dễ dãi của một bộ phận người tiêu dùng và sự thờ ơ các doanh nghiệp trong nước đã khiến thị trường gạo nội địa trở nên hỗn loạn, thiệt thòi cho cả người tiêu dùng và khiến nguy cơ gạo Việt thua trên sân nhà. Mỗi năm, Việt Nam sản xuất được khoảng từ 24 đến 25 triệu tấn gạo, trong đó xuất khẩu trên dưới 6 triệu tấn, còn lại là khoảng 19 triệu tấn để tiêu thụ trong nước và chế biến các mặt hàng tiêu dùng. Đây là thị trường tiềm năng và rất ổn định mà thời gian qua các doanh nghiệp đã bỏ lỡ. Chỉ gần đây, thị trường gạo trong nước mới được một số doanh nghiệp quan tâm, đầu tư mạnh hơn. Bán lẻ, kết nối trực tiếp, thông qua một cái công nghệ 4.0 về giao hàng nhanh để cho cái giá thành rẻ nhất. Tôi muốn phổ cập cái thói quen tiêu dùng cho người Việt Nam, thay đổi thói quen về sử dụng sản phẩm có cái thương hiệu và cái quy cách đóng gói chuẩn chỉ, chất lượng đảm bảo. Phải rất chú trọng đến thị trường 100 triệu dân, phải tính toán cung ứng cho thị trường này. Nếu đây là một cái nội dung căn cốt của phát triển bền vững, đó là chính sách phát triển thị trường nội nhu. Hiện thị trường gạo nội địa đã có sự điều chỉnh khi nhiều doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và giá cả cho các sản phẩm gạo. Dù vậy thì sẽ còn rất nhiều rào cản trong việc tìm về với thị trường nội địa của các doanh nghiệp khi thói quen phần lớn người tiêu dùng vẫn chưa mặn mà với gạo đóng gói, gạo thương hiệu bán qua kênh phân phối hiện đại. Chưa kể gạo thương hiệu giá thành cao hơn do chịu chi phí phân phối, mặt bằng, quầy kệ nên càng khó tiếp cận người tiêu dùng. Thị trường chứng khoán hai sàn trong nước tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên ngày 10 tháng 7. Thị trường đang được hỗ trợ chính từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch, sắc xanh tại nhiều cổ phiếu blue chip đã góp phần giúp cho chỉ số giữ vững đà tăng. Mặc dù vậy, dòng tiền vào thị trường vẫn còn hạn chế trước tâm lý dè chừng của các nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, chỉ số sàn HOSE tiếp tục giữ được sắc xanh. Các cổ phiếu hỗ trợ tích cực cho thị trường bao gồm Vincom và VCB. Bên cạnh đó, nhóm dầu khí cũng đóng góp vào xu thế tăng này. Hoạt động giao dịch trên sàn vẫn ở mức khá thấp khi mà dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng để tham gia trở lại. Khép phiên, VN Index tăng 0,47% lên mốc 973,65 điểm. Thanh khoản đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tương đương trên 150 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index tiếp tục duy trì sắc xanh trong suốt phiên giao dịch. Các mã tăng giá chiếm ưu thế so với số mã giảm, đồng thời tập trung vào các cổ phiếu blue chip nên đã hỗ trợ tích cực cho thị trường. Chốt phiên, HNX Index tăng nhẹ đạt 105,14 điểm, khối lượng giao dịch chỉ gần 29 triệu đơn vị, ứng với hơn 450 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch ngày thứ tư, các cổ phiếu của thị trường chứng khoán châu Á đã tăng điểm trong tâm lý chờ đợi của các nhà đầu tư về việc Fed sẽ tăng lãi suất. Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 0,44% xuống 2.915 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, Trung Quốc tăng 0,32%, đạt 28.210 điểm tính đến giờ giao dịch cuối cùng. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 0,33%, đóng cửa mức 2.058 điểm khi cổ phiếu của các nhà sản xuất chip SK Hynix tăng 4,44%. Ở Úc, chỉ số ASX 200 đã tăng 0,36% để kết thúc giao dịch ở mức 6.689 điểm khi hầu hết các lĩnh vực đều tăng. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, Nikkei 225 đã giảm 0,15%, đóng cửa ở mức 21.533 điểm và Topix giảm 0,23% để kết thúc ngày giao dịch tại Tokyo ở mức 1.571 điểm. Các tin tức nổi bật sau đây sẽ được tiếp tục cập nhật đến quý vị trong phần tiếp theo. Quảng Ngãi đề nghị thu phí du khách tham quan đảo Lý Sơn. Làng nghề dệt may Nam Định đối mặt với ô nhiễm rác thải công nghiệp. Chào đón quý vị đang quay trở lại và tiếp tục theo dõi chương trình Thời sáng hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 7. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mới có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn. Theo đó, phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo lớn là 100.000 đồng một người một lượt và đối với đảo bé là 50.000 đồng một người một lượt. Đây là mức phí áp dụng chung cho du khách người Việt Nam và người nước ngoài. Ngoài ra, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng và người dân huyện Lý Sơn được miễn phí. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đồng tình thông qua tờ trình này, tuy nhiên vẫn phải chờ văn bản chính thức, ban hành triển khai thì mới áp dụng thu phí.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý 476 vụ vi phạm về môi trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý 476 vụ vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành 360 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là hơn 24,1 tỷ đồng và chuyển cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố để điều tra xử lý 13 vụ với 13 đối tượng. Đơn vị cũng đã tổ chức 6 đợt tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm chấp hành pháp luật về môi trường của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, để ngăn dịch tả lợn châu Phi lây lan sau khi đã xuất hiện 2 ổ dịch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới chỉ đạo các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc, sát trùng, v.v. Để hạn chế phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyển, thành phố yêu cầu các quận, huyện chuẩn bị phương án tiêu hủy tại chỗ như dự kiến các vị trí chôn lấp lợn nhiễm bệnh tại địa phương, trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó khi xảy ra dịch. Các hố chôn này phải đảm bảo về môi trường. Đối với các quận, huyện không thể chôn lấp tại chỗ, lợn nhiễm bệnh sẽ được tiêu hủy tập trung tại nhà máy xử lý chất thải y tế, khu xử lý chất thải Đông Thạnh, hoặc bãi chôn lấp số 3, khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp. Đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại phường Phú Hữu, quận 9 và phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Văn phòng Chính phủ vừa mới có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý tình hình cá chết trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai. Để phòng tránh các vụ việc tương tự như vụ cá chết xảy ra trên sông La Ngà tháng 5 vừa qua, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có hoạt động xả thải ra sông La Ngà và các nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, công ty CBRE Việt Nam vừa mới công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều điểm nổi bật. Trong đó, thị trường bán lẻ trong 6 tháng đầu năm nay đã có sự tăng trưởng chậm lại so với những năm trước. Việc một số thương hiệu bán lẻ nổi tiếng rút khỏi thị trường trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng đến các nhà đầu tư. Theo báo cáo mới nhất của công ty CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự tăng trưởng chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung hạn chế và một số dự án chậm tiến độ. Dù vậy, nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất tốt. Chính vì thế, giá chào thuê trung bình ở khu trung tâm và ngoài trung tâm thành phố trong quý 2 đều tăng 1,2-1,5% so với quý trước. Cụ thể, giá thuê trung bình ở khu trung tâm là khoảng 130 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, còn ở khu ngoài trung tâm là khoảng 36 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Và theo dự báo của CBRE, giá chào thuê này sẽ tiếp tục tăng 2-3% trong 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, đại diện CBRE Việt Nam, CBRE còn cho hay những nhà bán lẻ lớn trong và ngoài nước như Vingroup, Lotte, Sài Gòn Co-op, E.ON đều đang có kế hoạch mở rộng thị trường tại Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây thì Sài Gòn Co-op đã mua lại toàn bộ hệ thống siêu thị Auchan, đánh dấu việc chuỗi bán lẻ Pháp rút khỏi thị trường Việt Nam sau 3 năm hoạt động. Bên cạnh đó, trong những năm trở lại đây, Parkson cũng đóng cửa một loạt hệ thống tại Việt Nam. Vậy liệu sức hút của thị trường bán lẻ ở Việt Nam có đang ngày càng giảm nhiệt? Theo đó, đại diện CBRE Việt Nam cho rằng thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn. Sự rút khỏi thị trường của một số thương hiệu cho thấy thị trường đang ngày càng chọn lọc và khắt khe hơn đối với các chủ đầu tư, đòi hỏi các chủ đầu tư phải linh hoạt thay đổi những mô hình truyền thống để phù hợp với xu hướng tiêu dùng đa dạng hiện nay. Kính thưa quý vị, Hội thảo Tài chính châu Á là sự kiện thường niên do Hiệp hội Tài chính châu Á Asian FA tổ chức vào tháng 6 hoặc tháng 7 và được đăng cai tổ chức bởi một trường đại học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế lần thứ 31. Đây là lần đầu tiên một hội thảo quốc tế có uy tín của Hiệp hội Tài chính quốc tế Asia FA được tổ chức tại Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Ban tổ chức cho biết qua quá trình phản biện, hội thảo đã chọn ra được 180 bài báo các giáo sư, học giả và các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học lớn và uy tín từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Các bài báo đã được trình bày ở tất cả 48 phiên trong 2 ngày là ngày 8 và 9 tháng 7 vừa qua. Đại diện trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hội thảo sẽ giúp kết nối các nguồn lực của trường với các nguồn lực quốc tế, phát huy tiềm lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các nhà khoa học Việt Nam nói chung.
Qua đó, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gia tăng được số lượng và chất lượng công bố quốc tế trong ISI, Scopus, APDC, tạo tiền đề trở thành trường đại học được xếp hạng QS Asia trong tương lai. Xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định từ lâu đã nổi tiếng với nghề may công nghiệp truyền thống như chăn bông, ga gối, hàng may mặc, v.v., giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất đều mang tính tự phát. Rác thải công nghiệp không được xử lý đúng quy trình đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Phản ánh của phóng viên tại Nam Định. Đây là bãi rác thải sinh hoạt của tại xã Mỹ Thắng. Mặc dù chính quyền địa phương đã có biển cấm đầu rác đốt rác thải công nghiệp, nhưng hàng ngày người dân vẫn đưa vào những bao tải đựng vải vụn tập kết về đây chờ xử lý. Do chưa được đầu tư nên số rác thải này chỉ xử lý theo kiểu chôn lấp sau khi đốt. Cái bãi rác đây là nó đốt vào buổi chiều em ạ, cái mùi nó ô nhiễm rất là khét, đốt cái rác của máy may ấy. Cái bãi rác đây nó ô nhiễm quá trầm trọng với người dân. Thứ nhất là buổi tối người ta đốt cái rác mà rác công nghiệp nó tỏa tràn lan khói đen. Thế mà lúc mà nó bay lên trời cao đồng sao nó lạ nhưng mà đất là cả một khu vực bị ảnh hưởng. Nó ô nhiễm quá nặng nề vì khói lúc nào nó cũng phủ kín hết cả một cái khu vực chỗ này. Cứ phải đóng cái kín cửa trong nhà. Nghề may công nghiệp đã có ở Mỹ Thắng khoảng 50 năm nay. Từ sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, đến nay trên địa bàn xã đã có nhiều cơ sở sản xuất lớn thu hút hàng nghìn lao động tham gia. Tuy nhiên, do công nghệ lạc hậu nên rác thải công nghiệp xả ra ngoài bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã có những biện pháp tuyên truyền ngăn chặn, nhưng một số hộ dân vẫn lén lút xả thải ra môi trường. Vẫn còn hiện tượng là những cái rác mà không thể tái chế được nữa, cái số lượng rất ít thôi. Đấy là người ta đem ra bãi rác ở đâu. Thế vào trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có lực lượng, có tổ công tác. Đấy, trong đó là lực lượng công an xã là nòng cốt đã tăng cường kiểm tra giám sát xử lý theo đúng luật môi trường. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải công nghiệp, ngoài việc hợp tác với các công ty chuyên xử lý các rác thải công nghiệp, cần chế tài đủ mạnh để xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời sớm có phương án chuyển bãi rác ra xa khỏi khu dân cư. Thưa quý vị, phần tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình Tin sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo. Xin chào tạm biệt.